các bạn. Các bạn bây giờ Mary đang ở trong rừng đây. Nè coi xung quanh mê miền á. Nè xe của ba. Rồi bây giờ thì đi hái rau nhiều nhất là lá khổ qua các bạn. Cái này thì không phải là trồng đâu, nhưng mà mấy năm trước thì họ trồng xong rồi nó cứ tự rụng xong rồi tự mọc thôi. Đây các bạn, đây là cây khổ qua đây. Cái này là lá dờn. Đây là bà của mẹ mẹ. Mẹ đi kiếm trái bí, đọt bí. Ừ, dưa leo nè, trái bầu nè, trái bí nè. Trời ơi, nóng quá. Trời ơi, nóng lắm các bạn ơi. Nóng quá nóng. Nóng quá nóng. Nè, nó đẹp lắm luôn. Cái này là đọt bí, bầu với lại dưa leo các bạn. Kiểu dưa leo dưa hòn. Dưa hòn là mẹ kêu dưa hòn là dưa hấu đó. Thử bẻ bằng tay coi nó dễ bẻ không. Hôm bữa mới bẻ xong rồi dơ hết cái móng luôn, hư hết cái móng tay luôn. Đọt này ăn ngon hơn đọt bí các bạn. Đọt bầu á. Nên là đi hái đọt bí thôi. Có được cây ấy, có bị hết. Đây các bạn, này là nguyên rừng của nó nè. Ông chủ không ăn đâu các bạn, cái này là trồng ngày xưa. Mình cắt vô. Hồi trước cái ông Ấn Độ đó, ông không có ăn đọc bí các bạn. Bây giờ nè, mẹ chồng của Mary thì toàn ăn đọt bí của ông thôi, ông hãy lấy trái thôi. Đây không ai thích ăn trái đâu các bạn. Trái khổ qua. Ở đây có trái bí nữa nè. Hai trái luôn. Ba trái luôn. Đây có trái non. Đây. Trái đây. Wow, đây nè. Trái đây.
Chạy đây, chạy ra đây. Chúng mình nè. Biết. Đi leo tính ra. Không lấy hả? Đi leo chắc là nó quá rồi hay gì. Toàn là thấy cái chín thôi. Mình mới đạp chút nè. Chỗ này nhiều cây dưa leo nè. Mày kẹo cái cây này. Quay là phá. Giống như là rau dấp cá nè, nhìn giống như là rau dấp cá nhưng mà không phải. Mẹ cũng không biết cái này là cái gì luôn. Nó nóng thôi rồi. Nguyên là người đi trước. Mấy bữa giờ thấy cây dưa leo chín nữa nè. Đây nữa nè. Ở đây một trái luôn. Nghĩa là nó quá rồi các bạn. Quá mùa của nó rồi. Đây, ngay đây không có luôn. Cái này giống như cái bowling luôn nè. Ngay đây thôi ba trái. Cái này trái mướp nè. Riêng thì mình cũng thích đọt bầu hơn các bạn. Đọt bầu ăn ngon hơn là đọt bí. Để mình quay về mì các bạn coi nhá, ướt hết luôn. Cái kia là trái bầu non kìa các bạn. Kìa. Làm sao hái trái đó đây. Trái đó. Hai trái thì non vừa hái vừa cắt luôn. Cắt hút mất luôn các bạn. Để đạp trúng.
Gà rồi. Nhưng mà ở đây có trẻ non. Cái này là còn non. Tinh 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 đèn. Mày là chuyên môn đi hái. Hái này thôi. Nhiều con rồi. Lại một chạy đây. Đó, ba chạy bên kia. Đây. Wow. Kêu là bùi lắm luôn. Nhưng mà đây hình như mới để ý là có hai loại thì phải. Đây có dưa leo nè. Cái trái dưa leo nè. Mới kiếm trái dưa leo non mà không có. Trái dưa leo để mình vừa ăn á. Hồi nãy chỉ có một trái duy nhất thôi. Mới tưởng là sẽ có thêm nhưng mà mới không ăn. Ủa, đây mà cay lạ. Trái dưa hấu nè. Ở đây không có ai ăn đâu. Ủa cái tôi dính mẹ. Đi kiếm dưa leo. Chủ treo đâu cần đâu. Này nó tự mọc các bạn ơi. Hồi trước thì họ trồng xong rồi nó cứ ra trái xong rồi tự mọc tự ấy á. Hồi nãy mới nói là dưa hấu không phải. Chạy bị đau. Chạy bị đau chứ không phải dưa hấu. Xong rồi mới tự chặt nhận ra. Ủa, gần đây đâu có cây dưa hấu đâu. Trời ơi, hai đứa mà đi đây theo là thôi rồi các bạn. Nó cái lá đĩa. Có chuyện quá. Đây nữa là đi đâu cũng thấy hết trẻ bí nhiều lắm không ai thèm. Còn trái dưa leo kiếm hoài không thấy. Đó các bạn kêu muốn nghe tiếng bà nà đó. Đây các bạn, xong rồi. Bây giờ đi cái chỗ khác tiếp. Các bạn, cái này là hái mấy trái để mà ăn thử. Nếu mà bùi á thì chắc là đi hái tiếp các bạn. Trái bầu hay trái bí á, còn nếu như không bùi thì xong luôn, trái một đống luôn. Cái này là ở Aspero. Mấy chỗ này nhiều cây dưa leo nè. Để mới giờ hái được một trái còn non. Ui, bữa nay nóng quá các bạn. Tưởng bữa nay mát. Cái này non nè. Cái mà lo thì em mà
có hai trái nữa nè. Nhưng mà không hết đâu, cái này thì cũng còn non. Nhiều quá này. Đây là cái thùng rau của mẹ nè. Không có cái nào hết. Nè, làm đi ta. Nè. Giống như ông già Noel không nè. Em lợi. Boom.